Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng các em đi giải bài số 10, trang 12, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài số 10, đầu bài yêu cầu chúng ta là tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng. Ý A, 3x trừ 6 cộng x bằng 9 trừ x. Ở ý B, chúng ta có phương trình 2t trừ 3 cộng 5t bằng 4t cộng 12. Thì đầu tiên, cô sẽ cùng các em đi xét ở phương trình A. Đó là phương trình 3x trừ 6 cộng x bằng 9 trừ x. Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy là phương trình này tiếp theo tương đương với phương trình thứ hai. Ở đây chúng ta nhận thấy là 3x được giữ nguyên này, x của chúng ta giữ nguyên đúng không? Ở đây là tác giả đã tiến hành chuyển vế đúng không? Chuyển hết các hạng tử chứa biến x về một vế, hạng tử tự do về một vế. 3x được giữ nguyên, x được giữ nguyên. Chúng ta thấy âm x ở vế bên phải được chuyển sang vế bên trái. Tuy nhiên thì vẫn là âm x, thì tức là chưa đổi dấu. Rồi tiếp theo, chúng ta thấy âm 6 được chuyển từ vế bên trái về vế bên phải, nhưng mà vẫn chưa được đổi dấu. Vậy thì lỗi sai ở ý A khi giải phương trình A đó là gì? Chúng ta chuyển âm x từ vế phải sang vế trái nhưng chưa đổi dấu. Chuyển âm 6 từ vế trái sang vế phải nhưng chưa đổi dấu. Rồi, vậy thì ở ý A này, chúng ta có lỗi sai. Đó là chuyển... Lỗi sai nhất nhá, đây là ở phương trình thứ hai đúng không? Ở phương trình thứ hai chúng ta chuyển hạng tử âm x từ vế phải sang vế trái và âm 6 từ vế trái sang vế phải nhưng không đổi dấu. Rồi, vậy là sau khi đã phát hiện lỗi sai xong thì bây giờ cô sẽ cùng các em đi giải lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi giải lại phương trình. Phương trình của chúng ta là 3x trừ 6 cộng x bằng 9 trừ x. Rồi, bây giờ phương trình thứ hai chúng ta sẽ chuyển vế này, thì chúng ta sẽ thu được là 3x cộng x. Âm x từ vế phải chuyển sang vế trái thì sẽ thành dương x. 9 giữ nguyên này, âm 6 chuyển từ vế trái sang vế phải sẽ là cộng 6. Rồi, tiến hành thu gọn phương trình thì các em sẽ thu được là 5x bằng 15. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chia cả hai vế của phương trình cho 5 thì các em sẽ được là x bằng 15 chia 5. Và lúc này là x của chúng ta bằng 3. Và đến đây thì các em sẽ kết luận là phương trình có một nghiệm duy nhất. Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất. Là x bằng 3. Rồi, tương tự như vậy ở phương trình B, chúng ta nhận thấy này, ở phương trình thứ hai đúng không, ở số tương đương thứ hai thì chúng ta cũng đã đi chuyển các hệ số tự do về một vế và các hạng tử chứa biến về một vế. Đầu tiên chúng ta thấy này, xét ở vế trái trước nhá, thì sẽ là 2t vẫn được giữ nguyên, 5t được giữ nguyên. Chúng ta chuyển 4t từ vế phải sang vế trái thì đã đổi dấu, đúng chưa? Dương này đổi về thành âm rồi này. Nhưng mà chúng ta nhận thấy là ở vế phải 12 được giữ nguyên, nhưng mà âm 3 từ vế trái chuyển sang vế phải thì chưa đổi dấu. Vậy thì lỗi sai ở đây chính là ở phương trình thứ hai chúng ta chuyển âm 3 từ vế trái sang vế phải nhưng không đổi dấu. Rồi, chúng ta sẽ ghi là lỗi sai. Đó là ở phương trình thứ hai.
thì chúng ta đi chuyển vế. Chuyển vế hạng tử âm 3. Từ vế trái sang vế phải. Nhưng không đổi dấu. Rồi, bây giờ cô sẽ cùng em tiến hành giải lại phương trình này. Thì giải lại phương trình này thì chúng ta có phương trình đó là 2t trừ 3 cộng 5t bằng 4t cộng 12. Rồi, bây giờ cô sẽ đi chuyển vế của các hạng tử trong phương trình. Thì cô sẽ thu được là 2t cộng 5t, 4t chuyển sang thì sẽ là trừ 4t bằng 12, âm 3 chuyển vế thì sẽ được là dương 3. Và lúc này cô sẽ tiến hành thu gọn phương trình. 2t cộng 5t là 7, 7t, 7t trừ 4t thì sẽ chỉ còn 3t, 12 cộng 3 thì bằng 15. Bây giờ cô sẽ tiến hành chia cả hai vế của phương trình cho 3, cô sẽ được là 15, t bằng 15 chia 3 và tương đương với t của cô bằng 5. Và đến đây thì các em nhận thấy là phương trình của chúng ta cũng chỉ có duy nhất một nghiệm t bằng 5. Rồi chúng ta đi đến kết luận. Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất. Là t bằng 5. Vậy là đến đây cô đã cùng các em giải xong bài số 10 trang 12 sách giáo khoa toán 8 tập 2.